Rồi, hello. Chào tất cả anh em đam mê Sơn Bắc ha. Thì của anh em đam mê bảy chim đêm. Thì bữa nay em ra đánh cà cút anh em ơi, chứ đánh giặc. Thì đánh gà giờ bên em không đi anh em ơi. Gà hết đi rồi. Quất cũng không đi luôn anh em. Giờ hết đường gỡ rồi. Thì còn tối trăng quá đánh giặc đại anh em. Cần tay lưới giặc ở đây 60 mét anh em, 50 à, 50 mà không được 60 đâu, lưới này 50 mét anh em, cần hai sào đánh đại nữa. Thấy mấy con cá nó ục ục ở đây nè, sợ con giặc đêm nó xuống rồi đánh con nào hay con nấy nữa. Nhà mình ngay chân chỗ cái đám đó anh em, qua bên đó là tới nhà mình rồi. Mình lại đây mình chạy vòng lại đây mình lại xe, xe mình đậu phía bên này, còn lưới cuốc phía bên bển nữa nghe, đánh giặc với cái cuốc anh, cái cuốc phía bên bển phía bên này giặc anh em, đánh đại anh em ơi, con nào được hay con nấy. Giờ gà đánh không đi rồi, ai đêm trắng lưới không à. Để tối nay thì có chim cò gì đi không, cà cuốc rồi nó có chịu đi tối trăng không, không đi tối trăng là đi đầu hôm dưới giấc sáng cũng được, không kiếm bậy nó dạy con kiếm tiền cho con đi học của anh em ơi. Quả gần Tết đi không cũng không 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 ai mướn đi làm gì hết trơn anh em, gần Tết thì khó kiếm việc làm lắm, có ai mướn làm gì đi làm đỡ kiếm tiền xài Tết, không ai mướn gì cũng ra đánh bậy bạ, được con nào nhờ con nấy. Cái đám ở trước nhà mình luôn, mai tới đám nữa, tốn tiền nữa anh em ơi. Đây, nghe anh em nói bên anh em gà có đi là gai lại, bên em nín luôn anh em, để đánh một hai đêm nữa coi quay qua chở gì đánh gà coi nó đi chưa. Lưới gà mình còn bỏ ngoài, mình chưa có cuốn về đâu, để một hai đêm nữa lối mùng 5, mùng 6 gì á, mùng 4, mùng 3 gì đó. Bữa nay mùng mấy em cũng không biết luôn. Bữa nay thứ bảy nghe anh em. Chiều thứ bảy, sáng chủ nhật không biết mùng mấy luôn, không có coi ngày. Rồi gì anh em ơi. Thì lát nữa em lên mở máy giặt mấy cây cuốc rồi coi tình hình đêm nay coi, thì nó có đi giặc có đi chịu đi không, này có gì em quay lại nghe anh em. Thì cũng chúc anh em một buổi chiều vui vẻ luôn anh em ơi. Rồi em úp video nghe anh em, đi ăn cơm mới về anh em ơi, đi thăm lưới cà cút luôn, giờ mình đi ăn cơm coi có con gì không hết. Thấy dính gì trơn ta. Có một con rồi đó, thấy thòng thòng lưới rồi, ngay lo luôn. Bên đây khó đi, trời ơi hết đi luôn. Đây con anh em, gỡ cái gió đường nè, gió bọc qua phía bên đây lại khó đi quá. Rồi để em gỡ ra anh em. Rồi một con giò cắn xinh không, để đi coi tiếp. Gió bọc quá khó đi quá anh em ô, em thông cảm nghe. Rồi đang thấy như hai con ba con gì nữa anh em, hai con đây cũng có lý.
hai con nữa anh em ơi, hai con à. Ồ, cái này dễ dung anh em ơi, dễ dung. Đây dễ dung mình nè, để gỡ ra anh em ơi. Đây hai con, một con dễ dung, một con cà cuốc mái, cà cuốc trống anh chứ. Đây con cà cuốc nữa anh em ơi. Giờ hai con cà cuốc, một con dễ dung nha anh em. Rồi mình gỡ ra anh em ơi. Rồi bây giờ mình có ba con đầu tiên nha anh em, ba con đầu tiên. Ba con đầu tiên nha nè. Một con dễ dung, hai con cà cuốc. Rồi em úp video tại đây. Thì khi nào có em khi nào lại thăm em quay tiếp nha anh em. Buổi sáng anh em ơi. Sáng rồi anh em ơi. Thì đi thăm cà cuốc luôn. Sao nó có dính cái anh trùm này trời, không biết mấy con nữa. Một con mới gỡ ra nè, con có cốt rồi, hai con. Trời ơi chùm này ba con luôn hả, chùm này hai con lượt luôn hả. Trời đất ơi hai con lượt luôn, hai con chỗ luôn. Rồi để em gỡ ra nè mà. Rồi ba con trùng chín, hai con mái luôn. Đấy, con nữa gì nè anh em ơi. Đây con nữa anh em ơi. Rồi em gỡ ra anh em ơi. Rồi bốn con sáng lên trước giác, bốn con cũng ngủ trễ luôn đó anh em. Bữa nay tạm thời đủ công mà anh em ơi, giấc giác lại không gài đói quá đói. Nay tạm đủ công anh em, mà không có trắng lưới, gài trắng lưới giết muốn, muốn quen luôn rồi đó, muốn khóc luôn rồi. Rồi mình đi lắng mình báo kết quả anh em xong quay lại cuốn lo vậy, cái lưới bỏ ở đây tối nay đánh thêm đêm nữa ha, đánh thêm đêm nữa cảm thấy nó hết đi cái mình dời bãi anh em ơi, kiếm chỗ bãi, kiếm bãi khác đánh. Cấp này cũng sáng trăng nè, cũng có trăng kiếm cờ cuốc rồi cũng đỡ anh em. Có lý. Gọi điện mình đang quay video. Đâu sáu cái cuốc đây. Bốn con chục con người cút rồi nè. Đây chục người cút nè, chục người cút thứ ba con vạc nè anh em, ba con vạc, chục con người cút rồi anh em ơi, cũng đủ rồi, đủ công rồi anh em. Rồi giờ em úp video tại đây luôn anh em, thì hẹn gặp lại anh em trong
video khác nha anh em. Thì cũng cảm ơn anh em, cảm ơn anh em quan tâm và theo dõi nha anh em. Anh em thấy hay anh em like, những like nha anh em, đăng ký ủng hộ em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh đó, rồi giờ em up video luôn, hẹn gặp lại video sau luôn anh em ơi.